Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo may. Dạ khúc đêm nay một mình em, một mình ta, tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa. Em bơ vơ, ta thẫn thờ mong nhớ, một giọt sương rơi hay giọt nước mắt buồn. Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở, trong nỗi khát khao em chậm chậm quay về. Bộ sản phẩm trong ngày hôm nay mà em gửi tới các bác là bộ sản phẩm đến từ thương hiệu Victor. Và đây là một trong những hệ thống Victor mà ở Việt Nam mình thì chắc chắn rằng cũng không đến cái số lượng thứ 20 hay 30 bộ đâu. Em nghĩ là trên dưới chỉ khoảng 10 bộ thôi. Tại vì cái bản chất của bộ sản phẩm này nó là một trong những cái dòng Cosmo Sound rất là đặc biệt của Victor. Ở bên thị trường Nhật thì sẽ không có cái mức giá bán rẻ. Tại shop của Thanh Tâm thì em mới bán ra đâu đó khoảng 3 bộ thôi, với hình thức đẹp xuất sắc, đâu đó khoảng 23 đến 24 triệu. Ngày hôm nay thì bên em săn được một bộ Victor B1 với hình thức em nghĩ rằng nó cũng không được đẹp cho lắm, nhưng cái mức giá của nó cũng tỷ lệ thuận theo. Bộ Victor B1 này em đang bán với mức giá là 15 triệu kèm khiển zin. Và đặc biệt bộ sản phẩm này đèn led rất là sáng và đẹp các bác nhá. Victor B1 là một trong những cái hệ thống Cosmo Sound của hãng. Cosmo Sound là cái dạng tủ đài Bombox. Các bác có thể nhìn thấy đó là nó sử dụng cái thiết kế là liền mạch, tổng thể ampli cũng như loa thiết kế trong một cái hộp khối. Và cái củ loa đang được sử dụng trên B1 là củ loa đã được nâng cấp lên vách ngăn dị hướng, với cái điểm khác biệt đó là hình chữ X. Cái mặt ampli thì chúng ta sẽ có một cái bảng mặt ampli phay nhôm, nó sẽ rộng và dài hơn. Và đặc biệt con này đèn led rất là sáng và đẹp các bác nhá. Âm lượng, đúng vặn âm lượng rất là đẹp, không bị móp đâu. Cái này là bị sớt, bị xước và nó bẩn, nó màu đen thôi. Về tổng thể bộ dàn thì về hàng cũng đầy đủ khiển zin. E-căng thì cũng có rack ở hai vế bên này đây. Em sẽ quay chi tiết luôn cho các bác, tại vì mức giá của nó cũng rất là rẻ rồi. Bộ đẹp thì nó khoảng 20 đến 23 triệu, bộ này thì 15 triệu thôi các bác nhá. Sẽ có những cái vết cấn nhẹ ở đây, với bong sơn hoặc bên dưới đây nữa. Đó, bên này cũng có một chút. Còn đâu thì mặt mũi ampli rất là đẹp, cổ loa rất là đẹp và nguyên bản. Còn đây là phía trên, logo của Victor, một cái bảng thiết kế rất là dài và được thiết kế với cái hướng góc rộng ra bên ngoài và hẹp vào phía sau. Em một chút em sẽ mở bài hát khác nữa. Rồi. Đây là phía sau của máy. Phía sau của máy thì là một cái thiết kế nguyên mạch nền khối, cho nên là cũng sẽ có một cái vỉ mạch ở phía sau của ampli là duy nhất thôi. Còn sẽ có hai lỗ thoát hơi, không có một điểm ngăn cách gì cả. Cái bảng mạch phía sau thì chúng ta sẽ nhìn thấy cổng kết nối của quang học vào và ra, AUX vào và ra. Có cả những cái đường video nữa, tại vì đây là sản phẩm của Victor. Và đây là một trong những cái dòng limited của hãng, có thông tin ở đây. Nói chung là cái mức giá
các bác đã đầu tư em này 15 triệu khiển zin, đèn sáng đẹp thì cũng là một cái bộ sản phẩm rất là đáng để chơi. Tại vì là chất âm của Bombos Cosmo Sound nó sẽ có sự khác biệt so với những cái dòng sản phẩm toàn giải thông thường hoặc là hai đường tiếng các bác nhá. Nó sẽ có sự khác biệt ạ. Tại vì là cái cấu trúc cái thùng vách của dòng Cosmo Sound nó sẽ khác, và cái hướng đánh của loa đã được fix cố định theo cái hướng góc nghiêng nó khác. Nó cũng là một trong những cái sản phẩm mà rất là đáng để chơi của cái dòng sản phẩm Victor bằng gỗ. Công suất của bộ sản phẩm này là 100W 2 kênh. Và cái ngõ chơi thì sẽ từ CD, USB, giải mã và đường AUX từ điện thoại sang. Không gian chơi thì sẽ trong phòng khoảng 25-30m². Đường ngược xuôi em.
bên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày, trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường. Bộ sản phẩm Victor V1 đang được bán với mức giá 15 triệu kèm khiển zin, đèn led rất là đẹp các bạn nhé. Bạn nào quan tâm tới thiết bị này có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm